Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì phối hợp cùng các lực lượng phá thành công chuyên án 720C, bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1967, trú tại phường Hà Huy Tập, Nguyễn Hữu Cường, sinh năm 1983, trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kết quả đã thu giữ 1 kg ma túy đá, 1 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp và một ô tô mang biển kiểm soát 37A35417. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại địa chỉ nhà số 2, ngõ 64, đường Phan Cảnh Quang, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 3 hộp tiếp đạn, 32 viên đạn, 5 điện thoại và 1 cân tiểu ly. Nguyễn Văn Hùng, thường gọi là Hùng Đém, là đối tượng nghiện ma túy, có 7 tiền án tiền sự về tội ma túy hình sự. Đối tượng Hùng có nhiều bất minh về kinh tế và hoạt động mang tính chất xã hội đen như cho vay nặng lãi, đánh bạc trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Hùng thường xuyên cấu kết với một số đối tượng ở khu vực biên giới để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Lào vào Nghệ An tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát Ma túy đã đưa các đối tượng bị bắt vào sáng ngày 28 tháng 6 về trụ sở Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quá trình đấu tranh bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.